Đốc Phu, cố vấn cao cấp Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, sau cuộc họp Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch trưa ngày 6 tháng 4 cho biết, số ca nhiễm mới giảm liên tiếp trong mấy ngày qua là tín hiệu tốt nhưng chưa đủ để đánh giá tình hình dịch. Theo Bộ Y tế, trong 4 ngày gần đây, số ca nhiễm giảm mạnh từ 10 ca ngày 3 tháng 4 xuống 3 ca ngày 4 tháng 4, 1 ca ngày 5 tháng 4 và đến sáng ngày 6 tháng 4, Việt Nam chưa ghi nhận thêm ca nào. Tuy nhiên, ông Phu khuyên cáo, các ca nhiễm mới có xu hướng giảm trong 5 ngày qua chưa giúp đánh giá được điều gì. Thời gian ủ bệnh đến 14 ngày, phải để sau 14 ngày mới đánh giá được. Theo ông Phu, Việt Nam đã làm sớm và quyết liệt. Ngay từ giai đoạn đầu của dịch, Việt Nam đã triển khai biện pháp mạnh mẽ là tập trung giám sát người nhập cảnh, đầu tiên là từ Trung Quốc, Hàn Quốc, sau đó đến châu Âu, Mỹ. Khi số người nhập cảnh giảm, thì số ca nhiễm trong nhóm này cũng giảm. Tuy nhiên, lấy ví dụ Singapore, lúc đầu họ đã kiềm chế tốt dịch bệnh nhờ kiểm soát được người nhập cảnh từ Trung Quốc, Hàn Quốc. Nhưng đến giai đoạn sau, khi việc này không được thực hiện tốt, dịch lại lan nhanh. Vì vậy, khi ca nhiễm mới giảm, chúng ta vẫn không được chủ quan mà cần phải quyết liệt hơn nữa. Ở giai đoạn này, ông Phu đánh giá Việt Nam đã kiểm soát và xét nghiệm người nhập cảnh nhiều, nhưng xét nghiệm sàng lọc trong cộng đồng chưa nhiều. Cần đẩy mạnh xét nghiệm trong cộng đồng, vì có xét nghiệm mới phát hiện nhiều, từ đó có cơ sở đánh giá được tình hình dịch. Việt Nam vẫn đang chống dịch theo phương châm ngăn chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng và dập dịch. Những ổ dịch như Bệnh viện Bạch Mai, Ba Bu Ha đã được khoanh vùng và xử lý tốt, nên dịch không bùng phát. Bây giờ, mối quan tâm chính là các ca trong cộng đồng. Nếu Việt Nam không làm tốt, dịch sẽ bùng lên như ở các nước. Một ví dụ cho vấn đề này là bệnh nhân 237, người Thụy Điển, ung thư máu, nhập cảnh từ tháng 12 năm 2019, vừa được phát hiện nhiễm nCoV, có lịch sử di chuyển phức tạp. Hiện giới chức y tế chưa xác định được nguồn lây của bệnh nhân này là từ nước ngoài hay tại Việt Nam. Và nếu lây tại Việt Nam thì cụ thể là từ nguồn nào? Giai đoạn 2 có những diễn biến về dịch tễ khác với giai đoạn đầu và số ca, nhất là ca nhiễm trong cộng đồng, tăng nhanh. Chúng ta phải quyết liệt, nếu không toàn bộ công sức của giai đoạn 1 sẽ đổ sông đổ biển. Do đó, giai đoạn này người dân không được chủ quan, đặc biệt tuân thủ giãn cách xã hội, thực chất là không cho người bệnh tiếp xúc người lành và ngược lại. Người này không lây người kia, gia đình này không lây gia đình khác, xã này không lây xã khác, như vậy mới tiến tới khống chế được dịch. 15 ngày tới, nếu dịch có chiều hướng giảm, cả nước có thể nới lỏng giãn cách xã hội, nhưng vẫn cần tiếp tục áp dụng các biện pháp phòng chống dịch phù hợp để dịch bệnh không tiếp tục bùng phát.